đi thẳng ra đường hồ rồi xong rồi đó, đi ổn rồi. Thank you.
xe máy cầu, cái thuyền, nhà hàng ở bên đó. Thôi đi xuống ngay dưới cầu nguy hiểm, xuống ngồi. Thank you.
cái đường trùng nhau nhưng mà cái quận nó khác đó. Tên là cái gì đó, Phạm Ngũ Lão. Phạm Ngũ Lão ở một con cái, ở dắt con cái rồi Lý Hồng Kiệt cũng vậy. Quận 1 Lý Hồng Kiệt, Tân Bình Lý Hồng Kiệt rồi dắt. Thôi tới nhà rồi ha. Rồi kết thúc cuộc tham quan Sài Gòn quận 7 ở đây đi. Rồi hay chúc quý khán giả có giây phút vui vẻ khi ghé qua khu vực quận 7 chơi ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Bye bye.